Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 21 giờ 54 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại km 31 920 quốc lộ 39 thuộc địa phận phường An Tảo, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô không gắn biển kiểm soát do Nguyễn Văn Phát điều khiển chở theo Phạm Văn Minh. Cả hai cùng sinh năm 2007, trú tại xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, va chạm với xe ô tô do anh Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1991, trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Chỗ ở hiện nay, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Hậu quả khiến Phát và Minh bị xây sát, hai xe bị hư hỏng. Căn cứ các tài liệu vật chứng thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định Phát và Minh cùng một nhóm thanh niên lái xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, sau đó va chạm với hai nhóm thanh niên. Các đối tượng đã dùng vỏ chai bia thủy tinh mang theo để ném nhau và bỏ chạy. Quá trình đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, ném vỏ chai bia gạch vào nhau, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đối với 2 đối tượng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.